Đây ong đây các bạn, dày không này. Mình nghĩ là ổn đấy, nhưng mà mình đang hơi ghê tay vì là sợ ong nó đốt. Cần phải cho nó thêm cái cầu vào để nó đẻ tiếp. Mình sẽ cho nó sát sát vào bên kia hơn một chút. Ây da, ây da, ây da. Hình như là nó đuổi mình như sao ấy. Hình như nó đuổi mình như sao ấy. Nước nhiều thế nhỉ? Đã ngập hết rồi. Liệu có ổn không ta? Wow. Thôi rồi, hắn cứ cắm ở đây đã. Ồ, Văn Kê. Mình chào tất cả các bạn. Đây là chiếc camera của mình. Cái camera mà ở ngoài trời nó có thể chống được nước đấy. Hôm vừa rồi mình có bảo các bạn là mình sẽ thử đặt cái camera quay cái khoảnh khắc mà con ba nó trèo lên trên cái đống cát này của mình, rồi nó đẻ như thế nào, cái cách nó trèo lên, rồi cái cách nó đẻ, cái cách nó vùi trứng của nó. Thì mấy hôm vừa rồi trời nó cứ mưa mưa, mình lại ngại không muốn làm bởi vì nó liên quan đến điện đóm ấy. Nhưng mà hôm nay trời cũng đã tạnh rồi, thì đây, đây là cái cam này. Còn về bên này là cái ổ điện. Thì ổ điện mình đã cấm cái củ điện của cái camera vào đây rồi. Còn đây là cái túi bóng. Bây giờ mình chỉ cần chụp cái túi bóng này vào cái ổ điện để tránh mưa vào ban đêm hoặc là ban ngày gì đó. Bởi vì mình cũng không biết rằng là chính xác con ba nó sẽ đẻ vào tối nay hay tối mai. Chắc là sẽ phải đặt cái camera ở đây khoảng 3 đến 4 hôm. Thì mình cứ quay vào cho nó kín nước thì nó mới an tâm, đúng không? Bây giờ thì mình quay vào, thế là sau mời các bạn là cùng chờ mình xem là cái kết quả khi thu được thì nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Chắc là nó sẽ ở những clip sau đấy. Cũng đã 3 ngày trôi qua kể từ khi mà mình bắt cái tổ ong này dưới Bắc Linh về, thì hôm nay mình sẽ mở ra cho các bạn xem là cái tổ ong này nó có ở hay không và nó có phát triển được hay không nhá. Ở thời gian vừa rồi thì mình có đi bắt tổ ong về, các bạn cũng rất quan tâm là liệu nó có ở được hay không, vì là cái con chúa mình đã cắt cánh rồi. Mình không quá dành về ong đâu, cắt cánh là cũng do một số các bạn bình luận ấy, chỉ mình thì mình mới cắt thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cũng ổn đấy, bởi vì là cắt cánh đi thì cái con chúa nó không bay được ấy, nó chỉ bò được ở trong tổ thôi. Và nó sẽ ở đây, con ong thợ nó sẽ chăm sóc con chúa. Bây giờ thì là mình sẽ mở nó ra nhé. Đây các bạn. Ôi, để mình bỏ cái này ra đã. Wow, mình đã nhìn thấy chúng nó rồi. Phải hết sức nhẹ nhàng một chút, hy vọng là nó không đốt mình. Đây ong đây các bạn, dày không này. Đấy, dày không. Wow, ổn đấy, mình nghĩ là ổn đấy. Nhưng mà mình đang hơi ghê tay vì là sợ ong nó đốt. Mình sẽ bật cái flash lên cho các bạn nhìn nó rõ nhé. Đấy, ong dày lắm. Ổn mà. Như thế này là tốt rồi. Cả hai bên đều như vậy hết. Nó sẽ sinh sôi phát triển dần. Như thế này thì mình chắc là cần phải cho nó thêm cái cầu vào để nó đẻ tiếp. Ong này thì tạm thời chưa lấy mật được. Mình sẽ cho nó sát sát vào bên kia hơn một chút. Ây da, ây da, hình như là nó đuổi mình như sao ấy. Hình như nó đuổi mình như sao ấy. Hôm nay miền Bắc mình trời ló mưa, với lại kiểu như là thời tiết nó âm u ấy, và trong này hơi tối. Hôm kia mình thăm cái tổ chè ở đây thì các bạn biết là nó lở được 3 con rồi và có một quả trứng chưa nở, đúng không? Cho nên là hôm đó mình chưa bắt ra nuôi. Còn nếu hôm đó nó lở hết rồi thì mình bắt hết ra nuôi đấy. Hôm nay mình vào thăm lại xem nào. À, vẫn được 3 con các bạn ạ, vẫn được 3 con. Ôi thế mà nó đã nhú lông ống rồi này. Hôm kia mình xem là còn chửa một tí lông ống nào mà hôm nay đã có rồi.
Thôi mình sẽ bắt ra nuôi cùng với lại đàn kia cho nó vui nhé, để cho bố mẹ nó đẻ tiếp, với lại tránh trường hợp là nó chật tổ quá nó lại bị gì nhỉ, chết như đợt trước. Bây giờ thì mình sẽ nhấc nó ra ngoài. Đấy, mình thò tay vào bắt thì nó hơi khó, mình nhấc cả cái tổ ấy ra ngoài xong mình nhựng bỏ cái con chim non ra. Đấy. Mình mang ra chỗ sáng sáng này cho nó dễ. Hello em. Ây xa xa. Ơi, để nó bò ra cửa tổ rồi đấy con. Để mình đổ đồ gì gì cho này tí cho dễ nhìn này. Đây đây. Đấy. Ba con, hai con nhỏ nhỏ và một con to hơn này. Đẹp quá. Wow. Ôi ơi. Đẹp quá. Đây là hình ảnh ba bé chòe mà mình vừa bắt ra này. Có một con thì rất to nhưng mà hai con thì nó lại nhỏ nhỏ. Nhân thể là mình sẽ để tạm vào trong cái tổ cũ này nhá. Đây là cái tổ mà bốn con chòe trước mình bắt ra này. Các bạn nhìn đây, nó có mập không? Đen chũi như con trâu luôn. Mình để tạm vào đây thôi, sao tẹo lơ mình phải lấy một cái tổ khác. Đấy, wow. Một tổ trâu đen xì. Ây giời. Đây, cái đàn này mình bắt ra nuôi. Cái hôm bắt ra nhìn nó bé bé, heo heo, hon hon. Mà hôm nay nhìn nó mập lắm. Để mình nhấc lên một con cho các bạn xem. Đây này, nhìn nó mập không? Ui, nó cứ trần trẫn rồi. Cái lúc này nó nuôi nhanh lớn lắm nhá. Mỗi một ngày nhìn thấy nó lớn một khác. Đẹp chưa? Đấy, cái tổ này không khéo cái con mẹ nó cũng đẻ rồi đấy. Đẹp quá. Còn ở trong này bây giờ thì nó còn một quả trứng nữa. Không biết là có còn ở đây không? Quả trứng đấy. Hay là mẹ nó hỏng, mẹ nó gắp ra rồi. À không còn nữa rồi. Không thấy có nữa. Mẹ nó gắp quả trứng ấy ra rồi đó. Đúng không? Hỏng nó tự gắp ra ngoài rồi. Đây. Cái tổ nó đây này. Không còn một quả trứng nào luôn. Ồ ta nhỉ, nó cũng biết gắp ra ngoài nhỉ. Hay đấy. Mẹ nó gắp ra ngoài rồi. Thôi không sao, để mình mang cái đàn chim non này đi để mình chăm cho nó cái đã. Cho trong nhà rồi mình tách nó ra thành hai ổ, sau đó mình lại mang cái tổ này vào để vào trong cái chuồng cũ để cho nó đẻ tiếp. Wow. 4 5 6 7 con. Được 7 con chòe. Đẹp thế. Trời rét, trời mát mát này thì mình phải để ở trong này. Đây. À, ở trong này của mình là có một con bìm bịp non nữa. Đây, hôm nọ có một cháu tới nhà mình gửi mình một quả trứng. Thì mình cũng không biết là trứng gì cơ, thế mình cứ ấp, thế là nó lại nở ra con bìm bịp. Hôm đầu tiên ở trong chuồng gà ấy, nở ra con bìm bịp này. Mẹ mình không biết, vợ không biết, bảo là ôi ôi, anh ấp trứng gà mà nó nở ra con gì trông sợ lắm. Đây các bạn nhìn này, ai chả sợ đúng không? Mọi ngày nó vẫn nở ra con gà mà hôm nay nở ra con gì mà mồm nó to, mỏ nó nhọn. Ờ, rồi miệng nó đỏ ửng lên, lông thì lại lông trắng dựng ngược lên. Thế mình bảo a, thế là trứng bìm bịp. Trứng bìm bịp mà. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ để vào đây cho nó ấm cùng với con chim này. Đây là cái thức ăn mà mình vẫn dành cho nó này. Toàn đồ ngon thôi. Dế nhà nuôi ra được. Bây giờ mình để nó vào nhé. Để cho cái tổ kia vào trong kia cho mấy mẹ nó. Đây. Mình sẽ cho tất cả những cái con chim chòe này của mình vào trong một cái rổ to này. Thì là nó ở chung được một tổ. Tối thì là nó vẫn ấm. Và trời ngày thì là nó vẫn rộng rãi. Một con nha. Đấy. Hai con này. Đây là ba con của cái tổ mà mình vừa bắt ra. Ui. Đây, cái con vừa bắt ra đây là cái con to nhất mà nó cũng gần bằng cái con mà của cái tổ trước rồi đây này. À không, không không gần bằng được. Cái con bìm bìm nó đã đòi ăn. Con bìm bìm nó ăn khỏe lắm. Một mình nó ăn bằng ba con chòe này của mình. Bằng bốn cái con chè này. Đấy. Thằng đây thì nó rộng rãi và nó có cái rơm để mà nó bấu thì nó sẽ không bị gì nhỉ, nó không bị bay chân. Thế. Nuôi chim này các bạn cố gắng phải để cho nó cái gì trong tổ để nó bấu, nó làm nó bấu chân vào thì chân nó mới khỏe được. Còn các bạn để tổ trơn tuột tuột ấy là chim non nó không tốt đâu. Bây giờ thì cái con nào kêu mình bón cho nó trước. Đây là cái dế mà mình có pha với lại cái ấy này. Rồi đây. Ra ngoài này nó sợ. Ui mình đậu, ui ui mình đậu vào nó dọa mình nhá. Bé tí mà nó ghê không. Nó đang ở trong kia nó quen. Ra ngoài này nó nạ đấy. Khôn phết nhỉ. Bé tí mà nó đã biết dọa người rồi đây. Thôi khả năng là mình phải mang vào trong này để cho nó ăn ở trong này. Chứ để ở ngoài này nó sợ, nó không dám ăn đâu.
Mình đang ở dưới nhà thì có một anh tới nhà mình bảo là anh có một cái tổ chim ở vườn. Mưa gió vừa rồi nó rụng xuống thì anh bảo khả năng mang xuống cho chú Quế xem chú có ấp được không. Anh cũng chưa biết nó là trứng chim gì phải không ạ? À đây em nhìn thấy rồi đây. Trứng to phết này. Đây anh đặt dưới này em xem. Đặt xuống dưới không nó vỡ. Nó nằm ở bụi cây, à trên cây hay là bụi cỏ hả anh? Ở cái bờ ao hay bãi cỏ. À bờ ao thì em nghi nó là ấy rồi. Trung Quốc là này trứng gì đấy không biết. Nghi đây. Chợ cái con vật ở gì nước con chim. Đấy không biết là con chim gì nó bay đi mất rồi. Đây rất giống trứng quốc. Trứng đấy. Quốc hoặc là trứng của con mắt xéo, nhưng mà mắt xéo thì nó bé hơn các bạn ạ. Đây em nghi là trứng quốc. Nghi vậy. Trứng này hình như là chửa ấp ngày nào các bạn này. Trứng hình như chửa ấp. Trứng còn trong, nếu ấp rồi thì là rất khó đấy. Thế thì bác cứ để em ấp thử xem liệu có được hay không. Em cứ ấp đi, sau thì này sau em nuôi em làm nào em ấp được lở thì là đẹp, nếu mà không em cứ nuôi bình thường. Thế nhưng mà em thích thì gì em nhỉ? Ép, nếu không em cái tổ trứng này mà ở vệ nước thì ở vệ bụi nước thì mưa làm sao mà nó ảnh hưởng được? Không biết thế nào, bởi vì là ao nhà anh thì nếu mà nước mưa to là nó đầy nó ngập mất. À vâng. Vì cái bãi cỏ nó ở trên cái nền. Ok, thế thì để em mang cái này đi ấp. Anh vào em uống nước đã ạ. Chia tay anh thì mình mang quả trứng xuống dưới đây để mà ấp. Trứng này mình vẫn nghi nó là trứng cuốc các bạn ạ. Bởi vì là trông nó rất chi là to. Đây, nhưng mà thôi được rồi, cứ cho vào đây ấp đi. Cuốc cũng được hay là con gì cũng được, cứ chim là mình nuôi thôi. Đây cái quả trứng bì bịp hôm nọ nữa đây này. Đấy, hôm nọ có một quả trứng bì bịp mà nó lở ra, con bì bịp mà lúc nãy mình quay bạn xem ấy. Là quả trứng đấy nó to hơn cái quả này. Thì không biết là các cháu là nhặt được ở chỗ nào, hai tổ khác nhau, hay là một tổ to một tổ nhỏ, hay là trứng của con chim gì lẫn lộn mình không biết. Nhưng đại khái là có một quả to quả nhỏ, thì quả nhỏ không lở được, thì cái quả to là lở ra con bì bịp đấy. Cái trứng này mình cứ để đây nhé. Còn bên này là ba quả trứng chim trào màu mà có một bạn dưới Quảng Ninh bạn được gửi mình, chưa thấy có hiện tượng gì đấy. Anh ấy bảo là trứng này là không phải là nó rơi trên cây xuống, mà là nó làm tổ ở vệ bờ mương, ở vệ bờ ao nhà anh đấy. Thì là hôm tối hôm qua nó mưa to gió lớn thì là nó đổ sụp cái bụi cây đấy, đổ sụp bụi cây đấy, thế là nó mới lại dụng cái tổ xuống nước, thế là mẹ nó bỏ luôn cái tổ đấy, thì anh ấy mang xuống cho mình. Cốc cốc cốc. Lên tay. Chào Nen. Cứ thấy Quế mới lại thấy Ngọc Mai hay là thấy bất kỳ ai là cái con này nó thích lắm đây này. Các bạn và em nhỏ bảo anh Quế chịu khó quay về con chim này đi, em thấy nó đáng yêu quá. Ừ, công nhận là nó cũng đáng yêu thật. Nó không có bay đi đâu cả. À, rất nhiều anh em bảo mình bảo Quế cắt bớt cái cánh nó đi, chẳng may phòng khi nó bay đi mất ấy, rất giống những cái con chim yến phụng hoặc là cái con chim vẹt xanh ngày xưa, nó hàng nhà vẹt. Nó một khi đã bay đi thì không bao giờ nó quay trở lại đâu. Thế nhưng mà mình thấy là nó cũng ổn, không có hiện tượng bay đi. Đây nha, mình sẽ thả xuống dưới đất cho các bạn xem này. Mình đi đến đâu nó chạy theo đến đấy. Nó kiểu như là nó thích người lắm. Không chỉ riêng mình đâu. Đây để nó lại bay lên vai này. Đấy, nó thích người lắm. Nó cũng ổn. Đừng cắt cánh. Hãn hữu lắm phải cắt cánh thôi, bởi vì là chẳng may phòng trường hợp ấy. Phòng trường hợp mà nếu nó có bay đi mất thật ấy thì nó còn có đôi cánh, thì để ở ngoài tự nhiên nó còn có thể sống được, đúng không? Đấy, còn mình cắt cánh đi rồi, nếu mà mình cắt mà chưa chuẩn ấy thì nó có thể là nó vẫn bay đi được, nhưng mà vì cánh nó không đủ nó sẽ không sống được ở ngoài tự nhiên. Cho nên là tốt nhất là mình cứ nuôi theo kiểu này đi, không cắt cánh, ở được với mình thì là cái tốt. Còn nếu không may mà nó chán mình nó bỏ đi thì nó còn sống được ở ngoài tự nhiên. Đấy, ở đây nha các bạn nhìn nhá. Bây giờ thì mình sẽ lật cái cam về đằng này. Đây. Ôi, nó nhảy lên điện thoại luôn. Nó cuốn người lắm. Mình muốn để nó một chỗ để mình thử chạy xa xa xem nào. Không bao giờ rời xa được người. Không chỉ riêng mình đâu mà ai nó cũng vậy đấy. Con này thì không phải là do mình dạy nó, hay là không phải là mình chăm nó từ nhỏ, cho nên là nó theo người, không phải là tại mình mà là tại bé chim này là như vậy. Rất ngoan. Bé Ngọc Mai nhà mình với bé Quỳnh cứ đi đâu về là lại chơi với con chim này, cứ cho đứng ở trên cổ này. Được cái là nó cũng không vệ sinh lung tung. Ngoan. Nó thích niếm cổ. Thôi đi xuống chuồng đi. Chơi thế thôi, không chơi được lâu đâu. Bận lắm. Ở đây đi. Đây, nó đòi theo đấy. Ở đây. Wow. Đây mình có mua ngô cho nó ăn này. Nó thích ăn ngô tươi này lắm. Ăn khỏe. Từ ngày về mình giờ là mình mua ngô tươi là nó ăn suốt. Nó còn bỏ không cả thèm ăn hạt kê nữa.
Ở đây nhá. Ui, vẫn nhát như ngày nào. Nhìn nó như là con chim cun cút ấy. Đây chính là bé Vàng Anh mà có một em ở trên Thái Nguyên em xuống gửi mình. Nó bị bẫy, bị dính vào cạm. Thế là em mới nhặt được, em mới nuôi một thời gian dài rồi. Nó cũng không khỏe lại được hơn nữa. Bởi vì cái chân của nó với cái cánh của nó là bị tật rất nặng. Em mới gửi mình thì hôm nay là nó có hình ảnh như thế này đây này. Đấy, nó vẫn khỏe bình thường các bạn. Có cái là nó nhát thôi. Mình để nó ở trong chuồng này, mấy hôm nay mình cũng không quay tới. Bởi vì nhìn nó không được đẹp ấy. Mình muốn là khi quay tới con gì ấy, chăm sóc con gì mà nó đẹp đẹp rồi thì mình quay lại cho các bạn xem. Nhìn thì nó sẽ thích hơn. Còn nó vẫn cứ như ngày đầu tiên mà mình nhận thì mình cũng muốn giữ lại để cho nó đẹp hẳn đi thì quay. Còn đây là cái cây bầu của mình nó đang lên rồi này. Đấy, cái cây mướp cũng đang lên rồi. Sắp sửa là nó quấn hết vào trong cái giàn này của mình. Thì đây mình có mua lên một ít lưới xanh. Mình định trăng bằng cái dây cước, trăng bằng cái dây thông tin ấy. Nhưng mà trăng dây thông tin thì nó lại lâu. Thế là mình tìm được cái lưới xanh này nên mình treo vào đây này. Khả năng là cái lưới này hợp hơn dây thông tin. Sau năm mai là toàn bộ những cái cây ấy này nó neo lên trên cái lưới xanh đấy thì là nó bám chắc hơn. Với lại mình cũng làm nó nhanh hơn. Cái lưới cái căng dễ lắm. Mình mới căng tạm một tí xem có ổn hay không. Nhưng mà nó ổn. Có lẽ thì trước khi kết thúc video mình sẽ quay cho bạn thăm cái tổ chim sáo này, xem là nó đẻ hay chưa. Lâu ghê mình cũng không để ý tới nó, nhưng chắc là nó chưa đẻ đâu. Nó đẻ rồi thì mình nhìn biết ngay. Có khách cái gì mà có khách. Chưa đẻ đâu, mình phải bật cái flash lên chút. Nó dữ lắm. Cái cam ở đây mình để ở đây là nó ấy mất rồi. Cái cam là nó tự nó đạp gãy mất cái cam, hỏng mất cái cam của mình. Chắc là chưa đẻ hay sao ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ mang điện thoại ra để kiểm tra xem là con xòe này, à quên, cái con sáo này nó đẻ hay chưa nhá. Và cũng xin phép các bạn là mình kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Đấy, nó nhảy ra để nó đánh mình ấy.